Vâng, chào mừng các bạn đến với trận bán kết thứ nhất giữa hai đội Tem Nhân và Tem Hải Đăng. Pha bóng không như lưới, điểm 1-0 cho Tem Hải Đăng. Bóng tốt, một đều. Chúng ta dỡ lên. Ủa đây. Nhận. Đập bóng tốt. 2-1. Có lỗ chết em đâu. Đập bóng tốt, 2-2. Không có. Bóng ngoài, 3-2 cho Tam Nhân. Đường đi quá đẹp. Quá đều. Lỡ cái thực, điểm 4-3 cho Hải Đăng. Bốn đều. Năm bốn Tam Nhân. Chiêu bỏ bóng tốt. Năm đều. Bóng còn 5 chiêu. Bóng không sang lưới, 6-5 cho Tam Nhân. Banh chân, banh chân, 6 đều. Khang là bóng tốt, 7-6. Bóng bảy đều. Ừ.
Quá hay. Lố rồi. Nhân. Nhân đập bóng tốt. 8-7. Đứng ngoài bên trái á. Tiếp đoàn trái bên đó Nhân ơi. Rồi đứng. Bóng không thẳng lưới. Điểm 8 đều. Khang là bóng tốt. Điểm 9 8. Chính đều. Nhân đập bóng tốt. 10-9. Bóng ăn tay. Điểm 10 đều. Không sao, quýnh nè vô. Nhân đã bóng tốt. 11-10. Chạy xe vô. Chạy ra, chạy ra. Lắm chiêu. Bóng còn. Nhân đập bóng tốt. 11 đều. Bỏ bóng tốt. Điểm 12-11. Bung cái này cho anh Sĩ bộ. Bung quá sẽ bung cho anh Sĩ đó. Điểm 12 đều. Quá gay cấn. Hai đội gượt điểm nhau nha các bạn. Chắn bóng chạm lưới. 13-12. Vẫn còn chị. 3-2. Càng cung vẫn còn chị nha. 1 chị. Làm chiêu. Tiếp tục là làm chiêu. Làm chiêu bộ bóng tốt. Điểm 13 đều. Cung cung cá bà ơi.
Bóng ngoài luôn các bạn. Điểm cuối. Chắn bóng tốt. Điểm 15. Kết thúc. Tem Hải Đăng tạm dẫn trước 1-0 ở bán kết thứ nhất.